Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, thị trường crypto đang vô cùng lạc quan sau khi các quỹ Bitcoin ETF Spot đi vào hoạt động tại Hoa Kỳ. Các quỹ này đã thu hút dòng vốn lên tới hàng chục tỷ đô la chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, trở thành được ra mắt ETF thành công nhất trong lịch sử. Sự thành công của các quỹ ETF cho thấy nhu cầu mua và nắm giữ Bitcoin của các tổ chức là rất cao. Nhu cầu này đã được đáp ứng khi các quỹ ETF cho phép các tổ chức gián tiếp nắm giữ Bitcoin một cách hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên, Bitcoin ETF sẽ không phải là lý do lớn nhất cho siêu chu kỳ tăng giá này của Bitcoin. Thay vào đó, môi trường chính trị và hệ thống pháp lý tại Hoa Kỳ mới là nguyên nhân chính có thể thúc đẩy điều này. Tại sao lại như vậy? Hãy nhìn vào những sự kiện sau đây. Vào Chủ nhật ngày 21 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã rút đơn xin tham gia tranh cử tổng thống nhiệm kỳ năm 2024. Mặc dù Đảng Dân Chủ vẫn chưa công bố người thay thế Joe Biden, nhưng cộng đồng crypto nhận định ứng cử viên tiếp theo của Đảng Dân Chủ sẽ có lập trường ủng hộ tiền điện tử. Như vậy, cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ sẽ có hai ứng cử viên ủng hộ crypto, qua đó thúc đẩy ngành công nghiệp này phát triển bùng nổ tại Hoa Kỳ. Trong khi Donald Trump đẩy nhanh chiến dịch tranh cử tổng thống của mình để thu hút một lượng lớn cử tri ủng hộ tiền điện tử, giám đốc công nghệ của Ripple, David Schwartz, đang đặt cược vào người thay thế Joe Biden là đảng viên Đảng Dân Chủ sẽ đưa ra một số chính sách ủng hộ tiền điện tử. Với nhiều người trong giới chính trị mong đợi Kamala Harris sẽ thay thế Biden, họ cũng cảm thấy rằng sẽ không có bất kỳ thay đổi lớn nào ở cấp độ chính sách. Nhiều khả năng, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ cũng sẽ chấp nhận các khoản quyên góp bằng crypto cho chiến dịch tranh cử, qua đó công nhận crypto một loại tài sản tại Hoa Kỳ. Tiếp theo, cùng nhìn lại tiền điện tử hoạt động như thế nào dưới thời Tổng thống Joe Biden và Donald Trump. Chiến dịch tranh cử của Donald Trump là chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên chấp nhận quyên góp tiền điện tử. Tiền điện tử dưới thời ông Donald Trump, nhiệm kỳ 2017-2021, thị trường bùng nổ và ít quy tắc. Khi Donald Trump nhậm chức, Bitcoin được định giá khoảng 1.000 đô la. Đến cuối năm 2020, nó đã tăng vọt lên khoảng 29.000 đô, tăng khoảng 150% hàng năm trong giai đoạn đó. Ethereum cũng chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, đạt mốc 100 đô la vào năm 2017 và đạt khoảng 750 đô la vào cuối năm 2020, với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 135%. Tổng giá trị thị trường tiền điện tử tăng vọt từ khoảng 17,7 tỷ đô la vào đầu năm 2017 lên gần 757 tỷ đô la vào cuối năm 2020. Sự quan tâm và nhận thức về tiền kỹ thuật số tăng đáng kể trong thời gian Donald Trump nắm quyền, nhưng dư luận lại trái chiều. Năm 2017, một số ít người sở hữu Bitcoin hoặc Ethereum, nhưng đến năm 2021, 16% cho biết họ đã đầu tư, giao dịch hoặc sử dụng một trong số chúng. Trong khi một số người hào hứng với cách tiền mã hóa có thể thay đổi tài chính và công nghệ, những người khác lại lo lắng về sự lên xuống của thị trường. Sự biến động giá mạnh của Bitcoin khiến một số người thận trọng về tương lai của nó. Thời đại của Trump cũng chứng kiến sự bùng nổ trong đổi mới blockchain, với sự gia tăng đáng kể trong các hồ sơ cấp bằng sáng chế blockchain do các công ty như IBM và Mastercard dẫn đầu. Các bằng sáng chế này bao gồm các ý tưởng mới cho hệ thống thanh toán và danh tính kỹ thuật số an toàn, giúp giao dịch an toàn hơn và hiệu quả hơn. Thị trường việc làm trong blockchain và tiền điện tử cũng tăng trưởng đáng kể, với các công ty như Coinbase và Gemini tuyển dụng thêm nhiều chuyên gia về công nghệ blockchain, phân tích bảo mật và tuân thủ quy định. Việc áp dụng tiền điện tử của các tổ chức cũng bắt đầu tăng lên trong nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump. Các công ty như MicroStrategy đã thực hiện các giao dịch mua Bitcoin đáng kể, tích lũy được hơn 1 tỷ đô la vào cuối nhiệm kỳ của Donald Trump. Square, hiện là Block Incorporation, cũng đã tham gia vào thị trường với giao dịch mua Bitcoin trị giá 50 triệu đô la vào tháng 10 năm 2020. Đầu tư vốn mạo hiểm vào các công ty khởi nghiệp tiền mã hóa đã chứng kiến biến động mạnh trong giai đoạn này. Vào năm 2017, khoảng 1,3 tỷ đô la đã được bơm vào các công ty khởi nghiệp này, nhưng số tiền này đã tăng vọt lên khoảng 7,8 tỷ đô la vào năm 2018 do sự gia tăng của các đợt chào bán tiền xu ban đầu và các đợt chào bán trao đổi ban đầu khi các dự án tiền mã hóa bắt đầu huy động vốn. Tuy nhiên, đến năm 2020, con số này đã giảm xuống còn khoảng 2,2 tỷ đô la do các quy định không chắc chắn và sự bất ổn của thị trường. Từ năm 2017 đến năm 2021, ngành công nghiệp tiền điện tử được đối xử khá thân thiện dưới thời chính quyền của Donald Trump, mặc dù ông chỉ trích công khai. Thay vì áp đặt các quy tắc nghiêm ngặt, chính phủ đã theo dõi ngành công nghiệp. Cách tiếp cận không can thiệp này cho phép ngành công nghiệp tiền điện tử phát triển mạnh với sự can thiệp tối thiểu. Các cơ quan quản lý như SEC và CFTC đã thận trọng trong cách tiếp cận của họ đối với tiền điện tử trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Dưới thời ông Trump, Hoa Kỳ đã nổi lên một thế lực quan trọng trong bối cảnh tiền điện tử toàn cầu.
đến năm 2019, Hoa Kỳ đã xử lý khoảng 22% tổng số giao dịch Bitcoin trên toàn thế giới. Các tiểu bang như Wyoming đã thông qua luật chào đón các công ty blockchain, đưa đất nước này trở thành trung tâm đổi mới blockchain. Hoa Kỳ cũng tham gia vào nỗ lực quốc tế để tạo ra các tiêu chuẩn toàn cầu cho tiền điện tử, tập trung vào việc ngăn chặn các hoạt động tội phạm và bảo vệ các nhà đầu tư. Tiếp theo, tiền điện tử dưới thời Joe Biden, giai đoạn 2021-2024, nhiều quy tắc hơn, thị trường biến động. Dưới thời chính quyền Joe Biden, thị trường tiền điện tử được đặc trưng bởi sự gia tăng biến động và dấu hiệu trưởng thành. Giá Bitcoin đã trải qua những biến động đáng kể, đạt gần 65.000 đô la vào tháng 4 năm 2021 trước khi trải qua một loạt các đợt điều chỉnh. Đến giữa năm 2024, giá Bitcoin đã tăng lên 63.000 đô la. Ethereum cũng theo một mô hình tương tự, đạt gần 4.800 đô la vào cuối năm 2021 trước khi ổn định mức khoảng 3.300 đô la vào giữa năm 2024. Tổng giá trị thị trường tiền điện tử đạt mức cao nhất mọi thời đại là khoảng 2.15.000 tỷ đô la vào năm 2021, nhưng kể từ đó đã ổn định ở mức khoảng 2.22.000 tỷ đô la vào giữa năm 2024, phản ánh sự điều chỉnh của thị trường và sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý. Việc áp dụng tiền điện tử tiếp tục tăng dưới thời chính quyền Joe Biden. Một báo cáo tuyên bố rằng khoảng 20% người Mỹ sở hữu một số hình thức tiền điện tử vào giữa năm 2024. Sự gia tăng này diễn ra bất chấp sự biến động của thị trường và các quy định mới, được thúc đẩy bởi sự hỗ trợ của các tổ chức và những cải tiến trong công nghệ blockchain. Nhu cầu về các công việc liên quan đến blockchain và tiền điện tử vẫn mạnh mẽ, với các công ty đang tìm kiếm các chuyên gia có kỹ năng phát triển blockchain, tạo hợp đồng thông minh và quản lý tài sản kỹ thuật số. Các công ty như Ripple và Circle đã mở rộng lực lượng lao động của họ, đặc biệt là trong các lĩnh vực kỹ thuật blockchain và tuân thủ quy định. Dưới thời Joe Biden, đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể sự tham gia của các tổ chức vào không gian tiền điện tử. Các tổ chức tài chính lớn như BlackRock và Fidelity bắt đầu cung cấp các sản phẩm đầu tư tiền điện tử, báo hiệu sự chấp nhận ngày càng tăng của công chúng. Trước đó, Tesla đã trở thành tâm điểm chú ý khi mua 1,5 tỷ đô la Bitcoin vào đầu năm 2021, mặc dù sau đó đã tạm dừng kế hoạch chấp nhận Bitcoin làm phương thức thanh toán. Các khoản đầu tư mạo hiểm vào công nghệ blockchain đã đạt đến mức chưa từng có, đạt khoảng 25,2 tỷ đô la trên toàn thế giới vào năm 2021, tăng 713% đáng kinh ngạc so với năm trước. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến tiền điện tử, với 6,3 tỷ đô la được đầu tư cụ thể vào các công ty cung cấp dịch vụ lưu trữ và ví tiền điện tử. Trái ngược với người tiền nhiệm, chính quyền Biden đã rất chú ý đến lĩnh vực tiền điện tử. Trong năm thứ hai tại nhiệm, Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp để thiết lập một chiến lược toàn diện của chính phủ nhằm quản lý rủi ro và lợi ích của tài sản kỹ thuật số. Cách tiếp cận này tập trung bảo vệ người tiêu dùng, công bằng thị trường và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Các cơ quan như SEC, CFTC và FinCEN đã tăng cường nỗ lực chống lại các vụ lừa đảo, thao túng thị trường và các sàn giao dịch không tuân thủ. Chính quyền cũng đã khởi xướng các cuộc thảo luận về việc thực hiện các quy tắc cho DeFi, bao gồm các quy tắc chống rửa tiền, yêu cầu khách hàng KYC để hạn chế các hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, đặc điểm nổi bật của giai đoạn này là các hành động pháp lý ngày càng gia tăng đối với các công ty liên quan đến tiền điện tử vì không tuân thủ các quy định không rõ ràng. Cách tiếp cận tương phản của chính quyền Trump và Biden đối với quy định về tiền điện tử không chỉ phản ánh các chi lý chính trị khác nhau mà còn phản ánh tình trạng phát triển nhanh chóng của thị trường tiền điện tử. Trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump, khi tiền điện tử mới bắt đầu đi vào thời đại, cách tiếp cận không can thiệp đã cho phép đổi mới nhanh chóng và định vị Hoa Kỳ là nước dẫn đầu trong lĩnh vực mới nổi này. Tuy nhiên, khi thị trường trưởng thành dưới sự giám sát của Biden, những khía cạnh kém hấp dẫn của tiền điện tử trở nên rõ ràng hơn. Sự sụp đổ của các dự án như Terra, Luna và các sàn giao dịch như FTX đã làm nổi bật nhu cầu bảo vệ người dùng mạnh mẽ hơn. Theo quan điểm này, cách tiếp cận phản ứng và quản lý nhiều hơn của Biden có thể được coi là phản ứng chính đáng đối với bối cảnh đang thay đổi. Tuy nhiên, vẫn có chỗ trong cuộc tranh luận về việc liệu chính quyền Biden đã đạt được sự cân bằng phù hợp hay chưa. Nhìn về phía trước, tương lai của quy định về tiền điện tử tại Hoa Kỳ có tầm quan trọng tối cao. Với việc cả hai ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều ủng hộ tiền điện tử, lĩnh vực này hứa hẹn sẽ bùng nổ tại Hoa Kỳ trong thời gian tới, đưa thị trường crypto bước sang một trang mới. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.